Quang cảnh trang trại bơ tại Gio Linh của anh Vĩnh. Nói chung là không bị hư hại nhiều sau trận bão. Cây này hơi nghiêng một tí. À, có một cây bị đổ kìa. Cây này thì không sao này. Cây này thì lại bị đổ. Kỳ lạ nhỉ, có cây bị đổ, có cây không. Nhìn chung là không sao cả. Cái này, cái này bị nghiêng rồi. Cái này thì bị đổ này. Mảnh đất này của ông này cũng còn khá là rộng, đang tận đất kia kìa. Nó về mặt lý thuyết là có thể u rồi, còn rộng lắm. Chỗ này phải vài chục hectare. Này, mấy cây này thì rất xanh tươi, mấy cây kia thì lại bị cây này thì lại bị cái này không tốt lắm. Có cây này bị đổ. Cây này bị nghiêng này. Mấy cái máy thấp này hoàn toàn không. Nếu cứ thấp là không việc gì cả. Cao là bị giật, còn lại thấp này chả cần phải trụ bê tông làm gì cả. Kia cũng có cây bị nghiêng.
Cây này bị nghiêng này. Cây này bị nghiêng này. Cái kia cũng bị nghiêng tiếp này.